Mình giới thiệu với các bạn bộ dụng cụ 5 món, tên gọi khác là bộ móc chìa khóa 5 món. Món thứ nhất là cây giò dây này, cây cào nhỏ này, cây lăn đồng nhỏ này, cây giò ấn huyệt này và cây lăn cầu gai nhỏ này. Đó. Thì cái bộ dụng cụ này nó rất là tiện lợi khi mà mình mang theo bên mình hoặc mình đi xa, mình có thể mắc những cái chìa khóa nhà vào đây. Cây giò dây này mình để dây huyệt trên mặt. Cái cào này mình có thể cào hai bên cung mày để hạ sốt, hạ huyết áp cao, và mình cào khắp da mặt để làm đẹp da. Và cái cây lăn đồng này dành cho những người huyết áp cao, mình để hạ sốt làm mát người, chữa cảm nóng cả đó. Còn cây sừng này thì mình sẽ dùng cho những người huyết áp thấp, người nóng. Còn cây giò này mình rất là hay này, mình có thể dùng ấn huyệt này, hoặc là mình để gạch mặt trong các trường hợp cấp cứu này, hoặc là mình day các bộ huyệt. Thì cái bộ dụng cụ này là một cái bộ rất là tiện dụng, mình mang theo bên mình khi đi xa, đi chơi, du lịch. Nó cũng là một cái quà tặng rất là ý nghĩa cho những người thân của mình. Công dụng nó rất là đa năng. Okay.